Nhiều năm qua, bà con người Mông ở các huyện Sẻo Cao biên giới của tỉnh đã nỗ lực vươn lên học hỏi những kinh nghiệm, những cách làm hay trong làm ăn, đồng thời phát huy lợi thế về đất đai, khắc phục những khó khăn về thời tiết, khí hậu, nguồn vốn. Đặc biệt, đã xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của nhà nước, nâng cao ý thức trong việc xóa bỏ dần thói quen sản xuất, chăn nuôi manh mún nhỏ lẻ để xây dựng các trang trại, gia trại có hiệu quả kinh tế cao hơn. Sự nỗ lực ấy đã góp phần không nhỏ để bà con người Mông có cuộc sống no đủ, đầm ấm hơn. Tốt nghiệp khoa sinh học trường Đại học Vinh, anh Lý Bá Sênh trở về quê nhà hồi tụ để nghĩ cách làm kinh tế. Nhận thấy vùng đồi đất có khí hậu phù hợp để chăn nuôi, anh Sênh đã vay vốn ngân hàng để đầu tư xây dựng trang trại nuôi gà. Với lợi thế trên địa bàn có giống gà đen bản địa, ban đầu anh Sênh chỉ nuôi thử nghiệm vài trăm con. Quá trình nuôi, nhận thấy gà phát triển tốt, anh tiếp tục đầu tư để mua lò ấp trứng và tự cung cấp con giống cho gia đình. Đến nay, trang trại gà của anh đã lên đến 3.000 con mỗi lứa, thu nhập bình quân 200 triệu đồng một năm. Ngày xưa mình hay nói với ông bà về nói về bố mẹ, thôi con lớn lên con không làm như ông bà, con sẽ kiếm cái nào làm rẻ nhất và kiếm địa bàn của mình bây giờ là phù hợp nữa, đúng mình làm trung tâm nữa, thì cuối cùng là mình quyết định chọn nơi mô hình gà đen. Sắp tới này mình đang có chương trình để hỗ trợ bà con ở trong các bản ấy có nhu cầu, kiểu mình sẽ hỗ trợ 100 giống hoặc 100 giống hoặc là 200, mình sẽ hỗ trợ rồi tiền mình tự bỏ ra để lan tỏa cho bà con, vì ta ở đây tất cả ai cũng nói được. Hiện nay trên địa bàn Kỳ Sơn, đồng bào người Mông đã nhận thức cao hơn trong nếp nghĩ, cách làm, thay đổi tư duy chăn nuôi nhỏ lẻ, tự cung tự cấp, sản xuất nông nghiệp từ trên sải đồi dốc sang xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp, vườn ao chuồng, trồng rừng theo từng nhóm hộ. Đến nay, toàn huyện Kỳ Sơn có gần 30 mô hình trang trại, gia trại có mức thu nhập hàng năm từ 90 triệu đồng trở lên. Phát triển kinh tế hộ gia đình, vừa thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn phát triển, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm. Các hộ nông dân đã xuất hiện nhiều cái mô hình làm có thu nhập cao và từ cái hộ nghèo bây giờ đã trở thành cái hộ thoát nghèo. Chúng tôi tiếp tục là nhân rộng các cái mô hình. Sắp tới chúng tôi sẽ là đưa ra đánh giá và hội thảo một số cái mô hình để làm cơ sở đánh giá để nhân rộng vận dụng cái kinh phí của nghị quyết 88 và 1719 của chính phủ về vấn đề xóa đói giảm nghèo và thiết lập cái chuỗi giá trị về phát triển kinh tế, thì để hỗ trợ cho đồng bào trong vấn đề là nuôi con giống và phát triển cây giống trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Không chỉ ở Kỳ Sơn, hiện nay bà con người Mông ở Quế Phong, Tương Dương cũng tích cực đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng các trang trại, gia trại tổng hợp. Ở xã Lưu Kiền nhiều năm nay, nhờ phát huy tốt việc trồng chuối kết hợp chăn nuôi, nên đời sống của các gia đình thuộc tổ hợp trang trại ở bản Lưu Thông đều khấm khá hơn nhiều. Với phương châm góp vốn để đầu tư xây dựng trang trại, tổ hợp với sự tham gia của 62 hộ gia đình, trang trại này đã tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng đất trong bản để trồng 15 hectare chuối. Vừa có thu nhập từ chuối lấy quả, lấy lá, vừa cung cấp thức ăn để chăn nuôi trâu bò, lợn gà. Đến nay, trang trại có gần 150 con trâu bò, hàng trăm con lợn, gà giống bản địa. Mức thu nhập bình quân của mỗi hộ từ trồng chuối lấy lá từ 200 đến 250.000 đồng một ngày. Trước khi chưa trồng chuối là làm rải ngô, rải bí, rải lúa. Thì dù là thay đổi rồi thì trồng chuối thôi. Trồng cây chuối nên là kiếm được tiền hơn làm rải ngô, rải lúa. Thực hiện công tác bảo vệ rừng là giảm rải dốc, rồi là giảm rải lúa và rải ngô, là chuyển đổi là trồng cái chuối để bán lá để thay thế về mua cái thực phẩm cho gia đình. Trên diện tích 20 hectare, mô hình trồng nghệ ở xã Tam Hợp cũng đã giúp 200 hộ gia đình người Mông ở Phà Lõm, Hồi Sơn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, không còn tình trạng di cư trái phép như trước đây. Với sự cần cù trong lao động sản xuất của các hộ gia đình
đã trồng chăm sóc cây nghệ theo quy trình kỹ thuật nên nghệ đều phát triển tốt, đem lại thu nhập cao. Mỗi hecta nghệ có sản lượng từ 18 đến 20 tấn với giá bao tiêu tại chỗ là 6.000 đồng 1 kg. Mô hình nghệ đi là về so với cái mô hình gừng với cái mô hình khác á, là năng suất hơn và hiệu quả cao hơn. Vì bà con trồng nghệ đi là làm cỏ hoặc là 2 lần 3 lần đó là cái mô có nghệ, cây nghệ lên cao tầm khoảng 1 mét rồi là khỏi làm cỏ nữa. Trước đấy là khi chỗ phát triển kinh tế là đang mang tính từ cúng từ cấp, nhưng mà hiện nay là nhận thức của người dân là có nhận thức là phát triển kinh tế gia đình theo cái mô hình gia trại tráng trại, tạo điều kiện cái nguồn đất để cho các hộ sản xuất. Huyện cũng đang có chính sách là kêu các nhà đầu tư cũng như các cái doanh nghiệp về chúng ta liên kết với các hộ dân để chúng ta khi sản xuất ra sản phẩm thì chúng ta bao tiêu được sản phẩm, để là đem lại một cái mô hình liên kết trong vấn đề kỹ, trong vấn đề sản xuất, đem lại đời sống cho người dân. Có thể nói từ hiệu quả bước đầu trong việc thực hiện chuyển đổi cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để xây dựng các mô hình kinh tế trang trại tổ hợp của bà con người Mông trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã góp phần tích cực đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, dần dần đưa sản xuất nông nghiệp từ sản xuất nhỏ tự cấp tự túc sang sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô lớn hơn và gắn với thị trường tiêu thụ, mở ra hướng làm giàu cho nông dân. Đến nay đã có trên 100 mô hình kinh tế trang trại gia trại của người Mông phát huy hiệu quả. Số tiền của mình bán rau bò là nuôi con hộ hành và vừa là nuôi gia đình, chủ yếu là những người cũng có tay nghề, chủ yếu là nuôi về rau bò là sản phẩm chính của nhân dân. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện các mô hình này cũng còn gặp phải không ít khó khăn. Đó là thiếu nguồn vốn, quỹ đất và tư liệu sản xuất. Chất lượng các sản phẩm của một số mô hình chưa đáp ứng yêu cầu. Những sản phẩm có chất lượng hàng hóa thì gặp khó khăn trong việc bao tiêu sản phẩm. Anh em có tiêu thụ một số ở về ở Vĩnh, là cũng có một số là tiêu thụ ở các cái ngoài tỉnh. Hiện tại còn sau này mà cái hưởng tối nữa là muốn phát triển ra thì phải cái thành lập hợp tác xã, mà đã thành lập hợp tác xã thì phải có cái sản phẩm được sản phẩm ô cốp. Mà vào cái sản phẩm ô cốp rồi thì mình cái nữa đi vào được các cái siêu thị, được các cái gọi là cái thị trường nó rộng hơn mà nó dễ bán hơn. Hỗ trợ người dân trong cái việc là cấp giống, rồi là phân bón, rồi tập huấn kỹ thuật, rồi là chuyển giao về là các cái công nghệ, kết nối với các cái đơn vị doanh nghiệp cũng như là hội nông dân tỉnh, rồi Sở Khoa học Công nghệ để tìm ra cái giải pháp để nâng cao hiệu quả và tận thu được cái các cái sản phẩm. Ngành sẽ tiếp tục là ra soát, đúng không ạ, và xem xét ở những cái lĩnh vực ví dụ như các cái mô hình mà những cái sản phẩm đặc trưng của người Mông ấy mà đang còn hạn chế thì chúng ta sẽ có các cái giải pháp để tác động vào để nâng cao cái hiệu quả của là các cái mô hình mà phát triển sinh kế của người Mông, để là từ cái mô hình nhỏ thì chúng ta thành cái mô hình lớn, để chúng ta thành cả cái chuỗi giá trị là phát triển rộng hơn, tạo cái công ăn việc làm cho người Mông được thuận lợi hơn, đúng không ạ, thì sẽ nâng cao cái việc là phát triển về cái hiệu quả của sản xuất và tăng cái giá trị, đúng không? Đóng góp về cái xây dựng phát triển kinh tế không những là người Mông mà của tỉnh. Các giải pháp, các cơ chế chính sách được tập trung thực hiện đồng bộ, tạo hướng mới cho bà con người Mông chủ động hơn trong việc khai thác và sử dụng có hiệu quả về tiềm năng đất đai, lao động, vốn đầu tư, kỹ thuật để phát triển nông lâm nghiệp và thủy sản, mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời góp phần đẩy nhanh tốc độ phủ xanh đất trống đồi trọc, cải thiện môi trường sinh thái, tạo bước chuyển cơ bản về giá trị sản phẩm hàng hóa, thu hút, tạo thêm việc làm không chỉ cho bà con người Mông mà cho cả lao động ở vùng nông thôn miền núi, góp phần giảm bớt áp lực thiếu việc làm ở miền núi, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng nông thôn miền núi ngày càng bền vững.